Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với bậc tiểu học, năm học 2021-2022, ngành giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với học sinh lớp 1 và 2. Với khối lớp 1, dù đây là năm thứ 2 ngành giáo dục thực hiện chương trình mới, nhưng ở độ tuổi của các em, việc dạy trực tuyến suốt một thời gian dài khiến cả đội ngũ giáo viên lẫn phụ huynh học sinh gặp không ít khó khăn, thậm chí đối mặt với muôn vàn tình huống dở khóc dở cười nằm ngoài kịch bản của giáo viên. Và chỉ có sự kiên nhẫn, tận tâm lẫn chia sẻ thì giáo viên mới đảm bảo được chương trình dạy. Có nhiều năm kinh nghiệm dạy học sinh lớp 1, nhưng cô Lê Thị Hồng Nhung, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Vũng Tàu, cũng như nhiều giáo viên đang dạy lớp 1 khác, vẫn gặp không ít khó khăn trong việc truyền tải nội dung và kiến thức cho các em qua hình thức trực tuyến. Bởi ở độ tuổi hiếu động, cho nên học sinh lớp 1 rất dễ mất tập trung khi có nhiều yếu tố tác động xung quanh. Do đó, trong quá trình học, nếu không có phụ huynh và người nhà ở bên kèm cặp nhắc nhở, nhiều em hồn nhiên bỏ lớp để chơi, thậm chí đòi ăn, đòi ngủ khi đang học. Do đó, cô Nhung phải dùng nhiều cách như liên tục gọi tên học sinh, tăng cường trao đổi với các em trước và sau giờ học. Xen vào bài học là các trò chơi nhỏ, giúp các em không bị nhàm chán mà vẫn hiểu bài. Các em đang từ môi trường mầm non lên vào môi trường tiểu học thì nó có nhiều cái sự khác biệt lớn. Các em còn chưa quen với nền nếp của học sinh tiểu học, còn chưa có thể tự giác, tự học được. Nên là rất cần cái sự sát sao của giáo viên. Không chỉ giáo viên mà phụ huynh có con học lớp 1 cũng vất vả không kém. Do các em không tập trung và thao tác trên máy tính còn yếu, nên phụ huynh phải thay nhau kèm cặp hướng dẫn, thậm chí phải ngồi học cùng con. Thì học trực tuyến thì thực tế nó cũng có nhiều cái bất cập. Ở đây là thực ra thì có những cái việc mà tuổi nhỏ các cháu chưa tiếp cận được với những cái kỹ năng về mặt máy tính, rồi là các cháu còn ham mê những cái việc mà theo dõi những cái chương trình, ví dụ như hoạt hình hoặc là trên YouTube hoặc là trên những cái mạng xã hội. Các cháu đang tuổi chơi nên là đang ở rất là mải chơi hiếu động. Đôi khi là đôi khi đang trong giờ học mà bố mẹ chạy đi làm một cái việc gì đấy thì quay lại thì cháu đã chạy ra chỗ chơi khác, nên là cũng không tập trung được học. Xuyên suốt thời gian học thì bố mẹ cũng phải sắp xếp thời gian để luân phiên nhau kèm cặp con, thì cố gắng để cho con theo đơn lượng kiến thức. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, sau gần 3 tháng học trực tuyến, có khoảng 15% học sinh học lớp 1, bao gồm cả học sinh khuyết tật trí tuệ, yếu về kỹ năng đọc viết, chủ yếu rơi vào các học sinh ở các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh không thể theo sát quá trình học của các em. Với những trường hợp này, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu nhà trường chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm quan tâm phụ đạo thêm ngoài giờ, đảm bảo hết học kỳ 1, 100% học sinh lớp 1 đọc thông viết thạo. Trước đó, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu các giáo viên dạy lớp 1 phải cấu trúc lại bài giảng phù hợp, không mang bài giảng truyền thống vào bài giảng trực tuyến. Giáo viên cần hướng dẫn phụ huynh hình thành cho con em mình thói quen học tập, ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách, rèn cách làm việc với sách và đồ dùng học tập. Để thu hút học sinh, giáo viên có thể game hóa nhiều nội dung nhằm tạo hứng thú cho trẻ. Mỗi tiết học chỉ nên cấu trúc từ 2 đến 30 phút và không quá 2 giờ trên một buổi học. Bên cạnh đó, việc thiết kế thời khóa biểu, thiết kế các giờ học cũng phải dựa trên đặc điểm tâm sinh lý của trẻ lớp 1.